Sáng nay, Tổ giám sát số 4 Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với phường Hòa Cường Bắc quận Hải Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn. Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, phường Hòa Cường Bắc đã tập trung các giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đến nay đạt hơn 60%, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, môi trường được tăng cường, các mặt văn hóa xã hội cũng chuyển biến tốt. Phường Hoa Cương Bắc cũng đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bước đầu đi vào ổn định, tạo thuận lợi trong quản lý điều hành và kịp thời đối thoại giải quyết kiến nghị của người dân cũng như các vấn đề bức xúc tại địa phương. Tuy nhiên thực tế triển khai cũng gặp khó khăn bởi không còn nguồn kết dư ngân sách để phân bổ các hoạt động đột xuất, phát sinh và đảm bảo hoạt động các tổ chức xã hội. Vấn đề này và một số vướng mắc khác đã được địa phương trao đổi với tổ giám sát tại buổi làm việc.